thưa quý vị, vụ án Nam Cam và đồng phạm là vụ án về tội phạm có tổ chức đặc biệt, có tính đặc thù. Đây là một vụ án lớn và phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương. Quá trình hình thành và phát triển tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Trương Văn Cam cầm đầu đã được phanh phui và phơi bày trước ánh sáng, triệt xóa hoàn toàn được tổ chức tội phạm này và đưa tất cả những đối tượng cầm đầu, đối tượng liên quan ra xử lý nghiêm trị trước pháp luật đã được dư luận hoan nghênh, ủng hộ. Và đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Trương Văn Cam là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm. Trong một thời gian dài từ cuối những năm 90, Nam Cam tập hợp dưới trướng nhiều tay giang hồ cộm cán trên cả nước, hoạt động phạm tội có tổ chức theo kiểu xã hội đen. Chuyên tổ chức đánh bạc, bảo kê, đâm thuê chém mướn, liên tục gây ra nhiều tội ác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sự hung bạo, ngang tàn của những đối tượng trong tổ chức tội phạm này gây nên phẫn nộ lớn trong dư luận nhân dân. Tháng 5 năm 2001, để điều tra quá trình hình thành và hoạt động tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen của Nam Cam và đồng phạm, Bộ Công an Việt Nam đã thành lập một chuyên án gọi là chuyên án Nam Cam và đồng bọn với bí số là Z501. Trong quá trình làm việc thâu đêm suốt sáng, có khi là có, tôi nhớ có đồng chí là gục tại bàn bởi vì là mệt quá, làm việc quá sức. Thế rồi cái ban chuyên án lúc đó là ngày nào cứ khoảng độ 5 giờ chiều là tiến hành giao ban để nghe tất cả các cái mũi hoạt động, các cái mũi trinh sát rồi các cái mũi điều tra về báo cáo tình hình để tiếp tục cho công việc ngày mai. Thế rồi thì đặc biệt có những đối tượng là như là tên Hưng mà trực tiếp sát hại Dung Hà là nó trốn vào tận cái rừng ở cái huyện Phước Sơn của Quảng Nam, là một khu vực hết sức là hiểm trở và đành phải sử dụng là các cái chiến sĩ dũng cảm và không sợ hy sinh là đêm đi xuyên đêm mò vào rừng. Đúng 5 giờ sáng bằng các nghiệp vụ là các đồng chí đã bắt được tên Hưng, hay là những tấm gương là hết sức là có bản lĩnh, dũng cảm và chịu đựng gian khổ để trong quá trình điều tra cái vụ án này. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, tháng 10 năm 2002, cơ quan cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân để đưa vụ án Nam Cam và đồng bọn ra xét xử. Ngày 25 tháng 2 năm 2003, tại thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa xét xử vụ án Nam Cam và đồng phạm khai mạc. 155 bị can với 24 tội danh khác nhau phải ra trước vành móng ngựa. Cùng với 238 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã được tống đạt quyết định triệu tập có mặt tại phiên tòa. Đây là một vụ án kỷ lục về số lượng bị can, tội danh và cả về tính chất nguy hiểm. Thời gian xét xử vụ án từ ngày 25 tháng 2 năm 2003 đến ngày 5 tháng 6 năm 2003, với những tội ác mà tổ chức tội phạm này gây ra cho xã hội và cho nhân dân, cuối cùng phải nhận sự trừng trị theo đúng quy định của pháp luật. Mức án tử hình dành cho 6 đối tượng, trong đó có Trương Văn Cam, 4 đối tượng có mức án chung thân, 13 đối tượng khác lĩnh mức án tù từ 4 đến 27 năm tù cho các tội danh khác. Với một cái sự chỉ đạo hết sức sát sao của Ban chỉ đạo Trung ương, rồi của Ban chuyên án, của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, và đặc biệt ấy, là có cái sự nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ mà tham gia cái ban chuyên án này. Theo tôi suy nghĩ là cái lực lượng điều tra của Công an Việt Nam hiện nay là cũng khá là tốt, có những cái bề dày hoặc có những kinh nghiệm hoặc thậm chí là có những cái nghiệp vụ có thể khá độc đáo và riêng có ở Việt Nam. Vụ án Nam Cam và đồng bọn đã một lần nữa cho thấy niềm tin vào pháp luật, niềm tin vào công bằng lẽ phải được chứng minh. Sau khi tổ chức tội phạm Nam Cam và đồng bọn bị triệt xóa, phong trào đấu tranh tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân càng mạnh mẽ. Và chính từ những nguồn tin, sự hỗ trợ của người dân, nhiều băng nhóm tội phạm ở những địa phương khác cũng đã sa lưới. Vụ án Nam Cam và đồng bọn đã chứng tỏ sự bản lĩnh, lớn mạnh của lực lượng công an trên chặng đường đấu tranh chống tội phạm. Và thành công nhất, thắng lợi to lớn nhất của lực lượng công an, đó là trật tự xã hội được giữ vững và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.